Chủ Kim ô tô chào anh em nhá. Huyền thoại pin 100. Con xe này em vừa mua lại hôm qua xong của bác trai Ken Nam đấy. Thì bác trai Ken Nam có đổi đời lên con này. Thì bác con cao cấp hơn. Và nhượng lại con này cho em thì em đăng lên đúng 6 tiếng đồng hồ. Đúng 6 tiếng đồng hồ thì bác trai em bác chốt. Và em sẽ rút hồ sơ vào tên chính chủ cho bác ấy để có thể chính chủ. Và tặng bác một cái mũ bảo hiểm. Em cho vào xe trước. Và em trả lên tận nhà bác anh em nhé. Anh em đợi cái kết xem là em giao chiếc xe này có thành công hay không anh em nhé. Đấy nhé, coi để tới mưa hết này. Coi để chốc nữa mang về nhà bác ạ. Anh em đợi cái kết em giao chiếc xe này tận nhà bác ấy. Bác kiểm tra đi thử ok mới đến tiền. Và một cái đặc biệt là bác ấy không thích lên hình ảnh. Bác bảo thôi chú đừng cho anh lên mạng nhớ. Bảo vâng, thế thì em cứ quay video đoạn ở nhà thôi. Còn nên em xin một cái ảnh em đăng chụp lên từ sau lưng này được. Trời mưa lại, cứ mặc trời mưa thôi. Mưa rơi ướt áo dân chơi đi về. Đó. Cho lên xe luôn. Con này thì quay quá nhiều lần rồi. Con này quay 2 lần rồi. Một lần tại nhà bác trai ở Hà Nội. Con đó bán cho bác trai ở Hà Nội. Bác trai nuôi lên đời lại bán cho bác trai à. Đấy cô bác. Đấy. Buộc này cẩn thận tí nha. Nhưng mà xe đắt tiền này anh em ạ. Sơ xuất một tí thôi là mất giá trị luôn. Nhưng xe này chỉ là sơ xuất trước xe tí thôi là mất đống tiền. Cứ từ từ thôi. Cứ từ từ bình tĩnh như lúc chia tiền đấy anh em ạ. Này nữa sợ bắn vào người. Đấy, này nữa. Ôi. Ok anh em ơi. Chú Kiên xuất phát Hà Nam mà Hưng Yên đây cô bác nhá. Anh chị em có nhu cầu mua xe phục vụ xe win này, kết nối với Trung Kiên này. Qua số Zalo của Trung Kiên lưu công khai là 0778 24448 hotline 0358444858 hoặc 0354756789. Trung Kiên ship tận nhà anh em, ship toàn quốc luôn anh em, kiểm tra xe đi thử trả tiền. Đấy. Ok.